Chào mừng các con đến với chương trình dạy học qua truyền hình do Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang thực hiện. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các con trong tiết học này. Cô là Nguyễn Thị Minh Tâm, giáo viên trường tiểu học Nguyễn Du, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Hôm nay, cô và các con sẽ cùng ôn tập lại các nội dung của bài từ tuần 1 đến tuần 15 ở sách tiếng Việt lớp 5 tập 1. Trong tiết học này, các con cần nắm cho cô một số nội dung như sau. Ôn lại các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 15. Nghe viết đúng chính tả, trình bày đúng một bài chính tả cụ thể. Nắm được các kiến thức cơ bản của phân môn luyện từ và câu. Nắm được cấu tạo một bài văn tả cảnh, tả người, viết được đoạn văn, bài văn đúng ngữ pháp, dùng từ chính xác và lời văn tự nhiên nhé. Nội dung cần ôn tập hôm nay của chúng ta là sách tiếng Việt lớp 5 tập 1, từ tuần 1 đến tuần 15, với các phân môn tập đọc, chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn. Với phân môn tập đọc, từ tuần 1 đến tuần 15 đến giờ, các con đã được học qua 5 chủ điểm. Chủ điểm thứ nhất là Việt Nam tổ quốc em. Chủ điểm thứ hai là cánh chim hòa bình. Chủ điểm thứ ba, con người với thiên nhiên. Chủ điểm thứ tư là giữ lấy màu xanh. Chủ điểm thứ năm, vì hạnh phúc con người. Các con lưu ý, các con sẽ đọc lại các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 15 và trả lời câu hỏi cuối bài ở sách tiếng Việt lớp 5 tập 1. Trong khi luyện đọc, các con lưu ý chúng ta sẽ luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm và tốc độ đọc là 115 tiếng trên 1 phút là đạt yêu cầu nhé. Các con nhớ ngắt nghỉ hơi đúng chỗ và giọng đọc phải rõ ràng. Và một điều nữa là các con học thuộc nội dung các bài tập đọc đã học nhé. Ở phân môn chính tả. Ở phân môn này, các con cũng đọc lại các bài chính tả từ tuần 1 đến tuần 15 ở sách tiếng Việt lớp 5 tập 1. Các con sẽ luyện viết từ khó, từ dễ viết sai, từ dễ nhầm lẫn vào vỡ nháp. Hoặc các con sẽ viết lại toàn bài chính tả càng tốt nhé. Ở phân môn tập làm văn. Các thể loại tập làm văn từ tuần 1 đến tuần 15 có các thể loại sau. Tả cảnh. Làm báo cáo thống kê. Luyện tập làm đơn. Thuyết trình tranh luận. Tả người. Và làm biên bản cuộc họp. Trong 6 thể loại này, các con lưu ý giùm cô 2 thể loại. Đó là tả cảnh và tả người. Cô sẽ nhắc lại cho các con cấu tạo của một bài văn tả cảnh nhé. Bài văn tả cảnh cũng thường gồm có 3 phần. Đó là mở bài, thân bài và kết bài. Ở phần mở bài, các con sẽ giới thiệu bao quát cảnh sẽ tả. Phần thân bài, tả từng phần của cảnh hoặc sự thay đổi của cảnh theo thời gian. Kết bài, nêu nhận xét hoặc cảm nghĩ của người viết về cảnh sẽ tả. Ở trong phần tả cảnh, các con sẽ có một số đề như sau. Tả cảnh buổi sáng, trưa, chiều, trong vườn cây hay trong công viên, trên đường phố, trên cánh đồng hoặc là nương rẫy. Đây là hình ảnh một công viên vào buổi sáng, có rất nhiều người đến đây để tập thể dục.
hay là cảnh một cái vườn cây? Cảnh đường phố. Đây là cảnh cánh đồng. Và đây là cảnh nương rẫy. Các con sẽ chọn một trong những cái cảnh này để chúng ta viết lại bài văn nhé. Đề tả cảnh thứ hai đó là tả cơn mưa. Đề tả cảnh thứ ba đó là tả ngôi nhà của em hoặc căn hộ phòng ở của gia đình em. Cô sẽ giới thiệu cho các con một dàn ý chi tiết về tả một cơn mưa nhé. Phần mở bài. Các con sẽ giới thiệu cơn mưa. Ví dụ, mấy ngày nay trời oi nóng, bỗng đâu cơn gió mát lạnh thổi qua, báo hiệu trời sắp mưa to. Về phần thân bài, các con sẽ tả cảnh lúc sắp mưa. Lúc sắp mưa thì sẽ có nè, mây đen bao phủ bầu trời, rồi gió mang hơi nước mát lạnh, vân vân. Rồi, tiếp theo đó là chúng ta sẽ tả là lúc bắt đầu mưa. Các con có thể tả là mưa rơi lẹt đẹt, xiên theo làn gió, mưa nặng hạt dần, tuôn trắng xóa, sấm chớp liên hồi trên bầu trời đen kịt, nước chảy ngập đường phố, cây cối nghiêng ngả, lũ chim ướt nép dưới tán lá cây. Người đi đường chạy vào máy hiên ven đường trú mưa, có người mặc áo mưa chạy vội về nhà. Và các con tả tiếp cái phần là lúc mưa tạnh. Mưa ngớt rồi tạnh hẳn, bầu trời trong xanh trở lại. Mặt trời chiếu những tia nắng nhẹ xuống mặt đất, đàn chim bay ra khỏi tổ để kiếm ăn. Cây lá như được tắm gội sau cơn mưa. Đường phố bắt đầu huyên náo, tiếng động cơ chạy ầm ầm, mọi người tiếp tục công việc của mình. À, chúng ta đến đây là chúng ta kết thúc được cái phần thân bài rồi đó các con. Kết bài. Kết bài thì con sẽ nêu về cái cảm nghĩ về cái cảnh mình đang tả, đó là cảnh cơn mưa. Ví dụ như cơn mưa xua tan đi cái nóng ngột ngạt, không khí mát mẻ hơn, vạn vật và con người tươi vui, thoải mái, vân vân. Cô sẽ nhắc lại cho các con về cấu tạo của bài văn tả người. Bài văn tả người cũng thường có 3 phần, đó là mở bài, thân bài và kết bài. Mở bài, các con sẽ giới thiệu người định tả. Thân bài này sẽ có 2 phần. Phần thứ nhất, các con tả về ngoại hình, đặc điểm nổi bật về tầm vóc, cách ăn mặc, khuôn mặt, mái tóc, cặp mắt, hàm răng. Và phần thứ hai các con sẽ tả đó là tả tính tình và hoạt động thông qua lời nói, cử chỉ, thói quen, cách cư xử với người khác, vân vân. Kết bài. Các con sẽ nêu nhận xét hoặc cảm nghĩ về người mình định tả nhé. Trong đề tả người thì chúng ta có những đề như sau. Ví dụ tả người thân trong gia đình. Các con quan sát trong gia đình chúng ta thì có thể có là ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em, vân vân nhé. Đề thứ hai tả người đó là tả người mà em thường gặp. Người mà em thường gặp ở đây có thể là người hàng xóm, là cô giáo, thầy giáo, hoặc là bạn học cùng lớp hoặc khác lớp với các con. Đề thứ ba đó là tả em bé đang tuổi tập đi tập nói. Cô sẽ giới thiệu cho các con một dàn ý chi tiết về tả mẹ của em. Tả mẹ của em nó nằm trong đề là tả người thân trong gia đình đó các con. Phần mở bài. Các con có 2 cách mở bài. Thứ nhất, các con sẽ mở bài trực tiếp là chúng ta giới thiệu về mẹ của mình. Cách thứ hai, các con sẽ mở bài gián tiếp là giới thiệu về mẹ thông qua những hình ảnh đồ vật gắn bó với mẹ như cái nón, chiếc áo, đôi dép, vân vân. Thân bài. Đầu tiên các con sẽ miêu tả khái quát về mẹ.
Về tuổi tác nè, ngoại hình có giống tuổi thật của mẹ không? Tầm vóc, cao ráo, gầy gò, đầy đặn. Công việc hàng ngày của mẹ có vất vả không? Các con miêu tả tiếp về hình dáng. Mái tóc của mẹ dài, ngắn, mềm mượt thế nào? Nước da mẹ trắng trẻo hay đen sạm? Khuôn mặt, mũi, đôi mắt có điểm gì nổi bật? Đôi bàn tay mềm hay thô ráp vì những công việc hàng ngày? Trang phục mẹ hay mặc có màu sắc, kiểu dáng ra sao? Phần tiếp theo của thân bài, các con sẽ miêu tả tính cách, hoạt động hàng ngày của mẹ. Ví dụ, mẹ là người hiền lành, dịu dàng, năng động, luôn quan tâm chăm sóc mọi người trong gia đình, với mọi người xung quanh, tận tụy với công việc ở cơ quan, hòa nhã với mọi người, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Các con có thể kể một kỷ niệm với mẹ khiến các con nhớ nhất. Các con lưu ý, khi kể về một kỷ niệm phải ngắn gọn, rõ ràng, có nguyên nhân, diễn biến và kết quả câu chuyện đó nhé. Đến đây chúng ta có thể kết thúc phần thân bài. Sang phần kết bài, các con sẽ nêu suy nghĩ, tình cảm về mẹ. Nêu những mong ước tốt đẹp mà mình dành cho mẹ nhé. Các con ghi nhớ nhé. Các con chú ý, trong khi viết một bài văn, thì các con phải xác định đúng thể loại. Bài văn của mình phải viết từ 20 câu trở lên mới đạt yêu cầu. Khi trình bày, các con phải nhớ trình bày đủ 3 phần của bài văn, đó là mở bài, thân bài, kết bài. Khi làm bài, các con không để mở bài, thân bài, kết bài, mà các con lùi vào 2 ô để viết phần mở bài. Viết xong phần mở bài, các con sẽ xuống hàng, lùi tiếp 2 ô để chúng ta viết phần thân bài. Viết hết phần thân bài, các con xuống hàng, lùi 2 ô để chúng ta viết phần kết bài. Khi các con trình bày như thế, thì chấm bài thầy cô nhìn vào sẽ biết là 3 phần của bài văn các con trình bày nhé. Các con lưu ý khi viết bài, phải ý giữa các câu phải chặt chẽ, đúng ngữ pháp, dùng từ chính xác và có chọn lọc. Chúng ta nên dùng văn viết thay cho văn nói trong khi làm bài nhé. Và bài văn của mình phải không mắc lỗi chính tả. Chữ viết các con phải rõ ràng và sạch đẹp nhé. Phân môn luyện từ và câu. Trong phần luyện từ và câu, cô và các con sẽ cùng ôn lại một số nội dung sau. 1. Từ đồng nghĩa. Bạn nào còn nhớ từ đồng nghĩa là gì nào? À, đúng rồi. Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. Ví dụ, siêng năng, chăm chỉ, cần cù. Từ trái nghĩa là gì? Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau. Ví dụ, cao, thấp, phải, trái, ngày, đêm, vân vân. Các bạn nào nhớ từ đồng âm là gì không? À, giỏi lắm. Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm nhưng khác hẳn nhau về nghĩa. Ví dụ, hòn đá, đá bóng, ba tuổi, ba má. Từ nhiều nghĩa là gì? Từ nhiều nghĩa là từ có một nghĩa gốc và một hay một số nghĩa chuyển. Ví dụ, bàn chân ghế, đôi tay, tay áo. Đại từ là gì các con? À, đại từ là từ dùng để xưng hô hay thay thế cho danh từ, động từ, tính từ, trong câu cho khỏi lặp lại các từ ngữ ấy. Đại từ xưng hô là gì? Có bạn nào nhớ không nào? Đúng rồi. Đại từ xưng hô là từ được người nói dùng để tự chỉ mình
hay chỉ người khác khi giao tiếp. Ví dụ, ông, bà, anh, chị, em, vân vân. Quan hệ từ là gì? Bạn nào có thể nói cho cô? Đúng rồi. Là từ nối các từ ngữ hoặc các câu nhằm thể hiện mối quan hệ giữa những từ ngữ hoặc những câu ấy với nhau. Ví dụ, những quan hệ từ mà các con thường gặp đó là và, với, hay, hoặc, nhưng, mà, thì, của, vân vân. Nhiều khi từ ngữ trong câu được nối với nhau bằng cặp quan hệ từ. Các cặp quan hệ từ mà các con thường gặp đó là nếu thì, vì nên, tuy nhưng, không những mà, vân vân. Bây giờ, cô và các con cùng ôn tập về từ loại. Bạn nào nhắc cho cô, danh từ chung là gì? À, giỏi lắm. Là tên của một loại sự vật. Ví dụ, ông, bà, nhà, dừa, chó, mèo, vân vân. Vậy danh từ riêng là gì? Danh từ riêng là tên riêng một loại sự vật. Danh từ riêng luôn được viết hoa. Ví dụ, hoa, lan, Long Xuyên, An Giang. Động từ là gì? Là từ dùng để chỉ các hoạt động, trạng thái của con người và các sự vật, hiện tượng khác. Ví dụ, đi, chạy, nhảy, vui, buồn. Tính từ là gì các con? À, tính từ là từ dùng để chỉ tính chất, trạng thái, màu sắc của người hoặc vật. Ví dụ, cao, thấp, yêu, ghét, xanh, đỏ. Bên cạnh các nội dung mà chúng ta ôn tập nãy giờ, các từ, các bài mà các con học từ đầu năm tới giờ có những cái bài mở rộng vốn từ. Ví dụ, mở rộng vốn từ tổ quốc, mở rộng vốn từ nhân dân, mở rộng vốn từ hòa bình, mở rộng vốn từ hữu nghị hợp tác, mở rộng vốn từ thiên nhiên, mở rộng vốn từ bảo vệ môi trường. Đối với các bài mở rộng vốn từ này, các con chú ý. Các con sẽ đọc lại những bài này và ghi nhớ các từ ngữ, các câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ theo chủ đề để các con làm vốn kiến thức để đặt câu, viết đoạn văn nhé. Bên cạnh đó, các con biết tìm thêm những từ ngữ, ca dao, tục ngữ, thành ngữ theo chủ đề nhé. Bây giờ, cô sẽ cho các con chơi trò chơi rung chuông vàng. Các con sẽ vận dụng những kiến thức mà chúng ta đã học để lựa chọn những câu trả lời đúng nhất nhé. Các con chuẩn bị xong chưa? Cô trò chúng ta cùng vào trò chơi nhé. Câu 1. Em hãy cho biết các từ sau. Trong veo, trong vắt, trong xanh. Thuộc A. Từ nhiều nghĩa. B. Từ đồng nghĩa. C. Từ trái nghĩa. Cô mời các con chọn đáp án. Đúng rồi. Đó là đáp án B. Các từ trong veo, trong vắt, trong xanh là từ đồng nghĩa nhé các con. Chúng ta qua câu 2. Trong câu, dòng suối róc rách như pha lê hát lên những bản nhạc dịu dàng, đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? A. So sánh. B. So sánh và nhân hóa. C. Nhân hóa. Đáp án đúng là đáp án nào các con? Giỏi lắm. Đó là đáp án B. Trong câu trên đã sử dụng biện pháp so sánh và nhân hóa nhé. Câu 3. Câu nào dưới đây từ chạy mang nghĩa gốc? A. Tết đến hàng bán rất chạy. B. Nhà nghèo bác phải chạy ăn từng bữa. C. Lớp tôi tổ chức thi chạy. Cô mời các con chọn đáp án. Chính xác. Đó là đáp án C.
Từ chạy trong câu lớp tôi tổ chức thi chạy, từ chạy này mang nghĩa gốc nhé các con. Câu 4. Từ được gạch chân là từ loại gì? Dù ông ta có một đống của nhưng ông ta không thấy hạnh phúc. A. Danh từ. B. Động từ. C. Tính từ. Cô mời các con chọn đáp án. Đúng rồi, đó là đáp án A. Từ của trong câu này là danh từ nhé các con. Từ của này là của cải. Câu 5. Thành ngữ nào dưới đây không nói về vẻ đẹp thiên nhiên? A. Non xanh nước biếc. B. Giang sơn gấm vóc. C. Sớm nắng chiều mưa. Đáp án nào là đáp án đúng nào? Đúng rồi, đó là đáp án C. Câu sớm nắng chiều mưa không nói về vẻ đẹp thiên nhiên nhé. Câu 6. Từ nào dưới đây trái nghĩa với từ chìm trong câu trăng chìm đáy nước? A. Nổi. B. Trôi. C. Lặn. Cô mời các con chọn đáp án. Chính xác, đó là đáp án A. Từ nổi là từ trái nghĩa với từ chìm. Câu 7. Trong các từ sau, từ nào đồng nghĩa với từ hòa bình? A. Bình thản. B. Thái bình. C. Bình tĩnh. Đáp án nào là đáp án chính xác nào? Giỏi lắm, đó là đáp án B. Từ thái bình là từ đồng nghĩa với từ hòa bình. Câu 8. Câu mấy con dế bị sặc nước loạn choạng bò ra khỏi tổ có chủ ngữ là? A. Con dế. B. Mấy con dế. C. Mấy con dế bị sặc nước loạn choạng. Cô mời các con chọn đáp án. Chính xác, đó là đáp án B. Chủ ngữ trong câu trên là mấy con dế. Câu 9. Bài tập đọc những con sếu bằng giấy thuộc chủ điểm nào? A. Việt Nam tổ quốc em. B. Cánh chim hòa bình. C. Con người với thiên nhiên. Các con nhớ lại xem bài những con sếu bằng giấy thuộc chủ điểm nào? Giỏi lắm, bài những con sếu bằng giấy thuộc chủ điểm cánh chim hòa bình. Câu 10. Tác giả bài thơ Hạt gạo làng ta là? A. Trần Đăng Khoa. B. Tố Hữu. C. Quang Huy. Các con nhớ tác giả của bài thơ Hạt gạo làng ta này là ai không? À, giỏi lắm, đó là nhà thơ Trần Đăng Khoa. Qua trò chơi rung chuông vàng, cô gửi lời khen đến các bạn đã chọn được đáp án đúng nhé. Sau tiết học này, các con hãy xem lại bài từ tuần 1 đến tuần 15 ở các phân môn tập đọc, chính tả, luyện từ và câu và tập làm văn nhé. Các con chuẩn bị bài sau là tổng kết vốn từ tiếp theo. Tiết học của chúng ta đã hết rồi. Cô chào tạm biệt các con. Chúc các con luôn khỏe mạnh và chăm ngoan học giỏi nhé.